khi chị dùng kem nền hay là phấn thì nó do da dịch khô quá nên nó bóng cục lại thì nó rất là xấu. Còn ngay chỗ cái mũi với hai bên má của chị thì nổi lên rất là to, da thì nó tối màu lại nên chị không có tự tin. Tới chị dùng xong 3 buổi ở đây thì chị thấy làn da chị được cải thiện rất rõ, da chị rất căng bóng lên, không còn khô da nữa, và ngay chỗ mũi và hai cánh má nổi trên lông được xe khít lại. Các vết thâm thì được mờ đi, mụn thâm mắt của chị thì được giảm rất rõ. Baby Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Baby Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,